Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dio Mio. Trong hai video lần trước về loài Tyrannis thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mặt lịch sử cũng như lần chạm trán đầu tiên của loài này và đế chế nhân loại. Vậy thì trong video này, hãy cùng mình Blackwood đi tìm hiểu kỹ hơn, chi tiết hơn về mặt sinh học, về mặt nguồn gốc cũng như sức mạnh của chúng. Ngay bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Có một thứ ung thư đã ăn mòn dần đế chế nhân loại. Mỗi thập kỷ trôi qua, nó tiến vào sâu hơn, để lại đằng sau nó những thế giới khô cằn, chết chóc trong cơn thức tỉnh của chúng. Thứ quái quỷ báng bổ này có tư duy và chức năng vận hành với quy mô không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng ngăn chặn lũ quái vật được tạo ra bởi thực thể đó, được giải phóng lên chúng ta bằng bản năng. Chúng ta đã cho nó một cái tên để làm dịu đi nỗi sợ hãi ấy. Chúng ta gọi nó là loài Tyrannis. Nếu thực thể đó có thể biết đến sự tồn tại của con người, thì điều duy nhất nó biết chắc chỉ là việc chúng ta là con mồi của nó mà thôi. Và bây giờ hãy cùng nhau đến phần tổng quan. Tyrannis còn được gọi tắt một cách thân thuộc trong cộng đồng 40K là Nids, là một trong những chủng loài có thể coi là đáng sợ và nguy hiểm nhất trong thế giới vật chất trong vũ trụ Warhammer 40K. Khác hoàn toàn với bất kỳ chủng loài nào xuất hiện trước đó trong dải ngân hà và kể cả những cơn ác mộng không thể mô tả trong thế giới hư không. Tyrannis mang trong mình những đặc tính và quy mô lớn tới mức cả ngân hà, gồm cả thế giới vật chất lẫn vô vật chất là hư không, đều đang chịu sự đe dọa diệt vong của chúng tới mức nếu so sánh với loài Xenomorph thì chúng chỉ là những chú cún con Corgi, còn với loài Jerk ở trong vũ trụ Starcraft thì chỉ là một tổ kiến không hơn mà chỉ có kém hơn. Một chủng loài với nguồn gốc không thể xác định hay khám phá được, không ngừng phát triển và không ngừng hủy diệt, hấp thụ trong cơn đói khát vô tận, để lại không gì ngoài những hành tinh chết và trống rỗng đằng sau chúng. Với chúng, tất cả những chủng loài hay nền văn minh đều chỉ là những thức ăn, còn ngược lại, đối với họ thì chúng là hiện thân của sự diệt vong. Trong video lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của loài Tyrannis trong lần chạm trán với nhân loại. Tuy nhiên, đó chỉ là một cột mốc rất nhỏ trong lịch sử xâm lăng của chúng lên dải thiên hà này. Theo những nghiên cứu của những thiết phán quan và giáo sĩ công nghệ lỗi lạc nhất, chúng hẳn phải biết đến sự tồn tại của dải thiên hà này sau trận chiến tại thế giới Sotar, khi một thiết bị truyền tin cổ đại được gọi là Pharos đã bị quá tải trong năm thứ 9 của kỷ nguyên thứ 31, tức thời kỳ mà cuộc tạo phản của Horus đang diễn ra giữa binh đoàn của hắn với đế chế của nhân loại dưới sự cai trị của hoàng đế. Nó đã phát ra một nguồn tín hiệu tâm linh cực lớn lan tỏa ra cả bên ngoài thiên hà và rất có thể đã thức dậy bầy Tyrannis đang trơ vơ ngoài không gian. Một dấu hiệu thu hút chúng nữa là khi hoàng đế của nhân loại băng hà và thân xác của ngài được đưa vào cỗ ngai vàng. Với nguồn năng lượng tâm linh được cung cấp dồi dào, linh hồn bất tử của hoàng đế ở thế giới hư không vẫn kết nối với cơ thể đã chết, phát ra một nguồn ánh sáng gọi là Astronomicon, như một ngọn đuốc sống có vai trò như một ngọn hải đăng khổng lồ, dẫn lối cho mọi phi thuyền của nhân loại di chuyển trong hư không. Nó quan trọng tới mức không ai muốn nghĩ đến hậu quả khi ánh sáng tâm linh chói lòa đó phát sáng rực cháy trong vũ trụ tối tăm ẩn chứa muôn vàn nỗi ác mộng chưa được biết đến, và rất có thể loài Tyrannis này chỉ là một trong những cơn ác mộng đó bị hấp dẫn bởi chính ánh sáng đang giúp đế chế tồn tại, và rất có thể ngọn đuốc sống đó sẽ mang đến sự hủy diệt của dải thiên hà này. Nguồn gốc thật sự của chúng có lẽ là nhân loại hay bất kỳ phe phái nào khác trong vũ trụ Warhammer 40K sẽ không bao giờ có thể khám phá ra được hay tìm hiểu được chúng đã tồn tại trong biết bao nhiêu lâu. Theo cuốn sách Codex of Tyrannis, chúng được tin rằng đã di chuyển xuyên suốt các dải thiên hà cách xa nhau không thể đong đếm được, và có thể để kéo dài đến hàng triệu thiên niên kỷ giữa những vùng không gian lạnh lẽo đến không thể hình dung nổi và hoàn toàn vô vật chất, đến cả một hạt quang tử ánh sáng cũng không thể tồn tại được trong đó. Được tin rằng đã tồn tại kể từ khi thời gian còn chưa được đong đếm và đã hủy diệt hàng ngàn dải ngân hà cùng hàng triệu triệu tỷ giống loài và nền văn minh khác trong cơn đói điên cuồng không đáy của chúng. Tệ hơn, những bầy đàn Tyrannis đầu tiên khi xâm nhập vào dải ngân hà Milky Way rất có thể chỉ là những lớp tiên phong nhỏ bé nhất của chúng, rằng lực lượng chính nòng cốt thật sự của chúng vẫn đang lởn vởn ngoài kia, chờ đợi kết quả do thám cả dải ngân hà này. Sau cuộc chạm trán đầu tiên giữa loài Tyrannis và đế chế của nhân loại trên hành tinh Tyran, những cuộc nghiên cứu về nguồn gốc của chúng mới bắt đầu và làm rộ lên những sự thật đáng sợ bị lãng quên từ rất lâu. Loài Tyrannis đã tồn tại trong lòng dải thiên hà này từ trước đó rất lâu, ước tính là từ tận kỷ nguyên thứ 34 và 35. Thậm chí còn sớm hơn, với một số loài sinh vật khủng khiếp được tin là những thế hệ đầu tiên của chúng xâm nhập vào dải ngân hà Milky Way. Chẳng hạn như tên hành tinh địa ngục nổi tiếng Captachan, với những con quái vật không thể định nghĩa, được những người lính vệ binh gọi trong kinh hãi là quỷ giữ vùng Captachan, hay trong lòng những đại dương mênh mông của hành tinh Fenris, với những con thủy quái Kraken khổng lồ, to bằng chiến thuyền có thể ăn trọn cả một lục địa, mà được tin rằng chúng chính là những cá thể chiến hạm High Fleet không gian khổng lồ, đã thích nghi với môi trường sống này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cụ thể về những cá thể chiến hạm Hive Fleet. Tyrannis chỉ là tên gọi chung cho cả chủng loại này, còn một tên gọi khác dành cho chúng như ở trên không gian, đó là hạm đội Hive Fleet.
chúng luôn được phát hiện tại những vùng không gian được xác nhận là có sự xâm lược của loài Tyrannis. Hyphlid được tạo thành những cá thể Tyrannis khổng lồ với số lượng có thể dao động từ 1.000 cho đến hàng chục ngàn con và quá đa dạng với đủ loại hình cấu trúc và kích cỡ tới mức bộ máy chiến tranh tinh nhuệ của đế chế cũng không thể phân loại chúng một cách rõ ràng mà chỉ có thể phân lớp dựa trên kích cỡ. Kích cỡ nhỏ bé nhất trong chúng được gọi là Vanguard cũng đã đủ trở thành mối đe dọa lớn với một thế giới bởi Hyphlid luôn xuất hiện theo bầy đàn với số lượng rất lớn. Hyphlid trong hệ sinh thái Tyrannis tồn tại như những tàu mẹ, đứng đầu chuỗi thức ăn và vận hành như những chiến hạm không gian lớp hàng không mẫu hạm mà chúng ta thường gọi là tàu sân bay. Mỗi cá thể có thể chứa đựng đến hàng tỷ cá thể Tyrannis sống lúc nhúc bên trong, với tổng quân số của một Hyphlid có thể lên tới hàng triệu tỷ tỷ con. Không những vậy, bản thân những chiến hạm đó còn là những nhà máy sống, có quy mô và mức hiệu suất có thể thách thức cả những thế giới và vùng không gian công nghiệp hiện đại và phát triển nhất của đế chế nhân loại, liên tục mở rộng, tiến hóa và sinh đẻ thêm hàng trăm triệu cá thể Tyrannis mới và cả những chiến hạm mới mỗi ngày, miễn là chúng có thể đủ nguồn dinh dưỡng khai thác được. Số lượng của chúng cùng sức mạnh vượt trội lớn tới mức không có bất kỳ phe phái nào trong vũ trụ 40K có thể sống sót được trước cuộc không chiến với chúng, kể cả loài Orcs dù đã lây nhiễm cả thiên hà với những tên lãnh chúa sở hữu đạo quân thiện chiến man rợn nhất, cùng với những chiến thuyền siêu khủng khiếp được xây dựng ngay trên những thiên thạch khổng lồ hay mặt trăng mini. Ngay cả đế chế nhân loại với lực lượng hạm đội không gian lớn nhất thiên hà cũng hoàn toàn không có cửa thắng khi đối mặt đơn độc với chúng. Nếu chiến sự giữa các loài và phe phái trong vũ trụ 40K vẫn tiếp diễn trước sự xâm lăng của chúng, thì tỷ lệ gần như chắc chắn rằng loài Tyrannis sẽ là bên chiến thắng cuối cùng. Trên thực tế thì sự hiện diện của chúng đủ để trở thành một điềm báo diệt vong cho hàng loạt thế giới và buộc những bè phái khác, dù cho có là kẻ thù truyền kiếp, cũng phải gác chuyện và hiểm khích lại để liên minh với nhau và đối chọi lại với chúng, như đế chế đã quyết định hòa ước với những băng không tặc Elder từng đánh phá và coi khinh họ, và cả người Necron, dù sở hữu cơ thể sắt thép và không phải là mục tiêu của lũ Tyrannis đi chăng nữa, cũng đủ nhận thức để hiểu rằng sớm hay muộn chúng sẽ tìm sang họ để ăn nốt những gì sót lại của thiên hà. Hyphlid không có khả năng di chuyển nhanh trong không gian, dẫu cho tốc độ bình thường của chúng có phần ngang ngửa, một số có thể đuổi bắt cả những phi thuyền nổi tiếng lươn lẹo của người Elder. Chúng không có những công nghệ để tạo ra cổng không gian hư không để có thể di chuyển thông qua đó. Chúng có thể mất đến cả trăm triệu năm nếu chỉ di chuyển với tốc độ trung bình giữa những vì sao và dải ngân hà. Tuy nhiên, chúng đã tạo ra một cách thức di chuyển trong vùng không gian vật chất cực kỳ quái dị tới mức thách thức mọi định nghĩa về vật lý trong không gian, sức mạnh tâm linh và cả cơ khí của mọi nền văn minh trong vũ trụ 40K. Có một dạng chiến hạm Tyrannis đặc biệt tới mức có năng lực tâm linh cực kỳ mạnh mẽ, có thể tác động và biến đổi các vùng trọng lực không gian của những hành tinh và ngôi sao. Bằng năng lực mạnh khủng khiếp của mình, chúng có thể tạo ra một cái hố không gian bằng cách bẻ cong vùng trọng từ của những hành tinh hay ngôi sao theo hướng chúng muốn, qua đó tạo ra một tuyến đường di chuyển cực kỳ nhanh, thậm chí là hơn cả tốc độ ánh sáng và nhanh hơn cả những chiến thuyền nhanh nhất trong vũ trụ. Hậu quả để lại là cực kỳ tàn khốc, khi hành tinh hay vì sao đó bị bóp méo trường trọng lực sẽ phải hứng chịu dư chấn vô cùng dữ dội mà có thể dẫn đến cấu trúc lục địa của cả hành tinh và vì sao đó đổ vỡ, sụp đổ và nát tan tành. Những thiết phán quan và giáo sĩ công nghệ của đế chế cho rằng mỗi một Hyphlid hoạt động như một bầy đàn riêng lẻ do có trường hợp chúng cạnh tranh địa bàn hoạt động của nhau, nhưng sự thật phức tạp hơn vậy nhiều. Sau chiến sự tại hành tinh Bear, giữa hai binh đoàn Space Marines là Ultramarine liên minh với Blood Angels, với sự góp sức từ một trong những lãnh chúa War Master phục sự cho chúa tể Chaos là Kambanda, chống lại bầy Tyrannis có nguồn gốc từ Hyphlid Leviathan, với kết quả là sự tan vỡ và sụp đổ của Hyphlid này. Tuy nhiên, đó chưa phải là dấu chấm hết cho hạm đội này. Chúng đã tự chia tách ra thành những Hyphlid nhỏ hơn, hoàn toàn độc lập với nhau mà vẫn tiếp tục công cuộc đi lùng sục không gian để kiếm ăn. Tệ hơn nữa, 4 Hyphlid mới đã xuất hiện ngay trong năm đầu của kỷ nguyên thứ 42 và một trong số đó, Hyphlid với biệt danh Kronos đã tiến vào thiên hà, nhưng thay vì xâm lăng những hành tinh có sự sống thì chúng lại săn lùng những tàn dư của các Hyphlid khác. Sự cạnh tranh cùng các kích thích hoạt động này giống như cách mà những tế bào của một cơ thể sống hoạt động hơn là những bầy đàn riêng lẻ. Và đó là về Hyphlid, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến chi tiết và cụ thể nhất về Tyrannis. Tyrannis là một chủng loài không giống bất kỳ chủng loài hay chủng tộc nào khác trong vũ trụ 40K, ngay cả loài Orcs sinh sản vô tính từ những bào tử nấm, cũng không mang chút điểm tương đồng nào với chúng. Tyrannis là một chủng loài ăn thịt săn mồi tối thượng, mục đích tồn tại duy nhất của chúng là sinh tồn với cơn đói khát không bao giờ chấm dứt và không thể nào thỏa mãn nổi. Chúng không phải là một chủng loài cấu trúc tầng lớp như kiến hay ong, mà giống như cả một hệ sinh thái khổng lồ với quy mô tầm vũ trụ, với nhiều hệ thống và chi nhánh dày đặc tới mức không thể đếm xuể và xác định hết được. Nhưng tất cả đều sử dụng chung một nền tảng gen gốc để từ đó có thể phát triển và tiến hóa lên những chức năng và vai trò đa dạng khác, cũng như cách thức giết chóc từ đơn giản cho đến kinh dị một cách tàn nhẫn. Một số có vai trò những công nhân phục vụ nhà máy và đồng thời là nền tảng tiến hóa lên những loài cấp cao hơn được gọi là Reaper.
Một số khác phục vụ những lực lượng lính tiêu chuẩn trong hàng ngũ gọi là Grunt, với hàng ngàn biến thể khác với năng lực và chuyên môn riêng như săn lùng trong bóng đêm, có cánh để bay hoặc có vũ khí tầm xa. Một số cá thể lớn hơn có chức năng rất cụ thể và uy lực lớn mạnh với khoảng hơn 200 loài được xác định, chẳng hạn như Tyrant Warrior là những chiến binh thực thụ của bầy đàn Tyrannis, Carniflex là những cỗ xe tăng công phá thành mạnh mẽ, và đặc biệt nhất là loài có kích cỡ lớn nhất trong số chúng được gọi là Bio Titan, là những tòa tháp khổng lồ có thể nghênh chiến với cả binh đoàn Titan của giáo phái công nghệ. Sự khác biệt về mặt cấu trúc sinh học, dạng sống và cả chiến thuật cũng có thể có là sự khác biệt lớn giữa những hai Fleet và bầy Tyrannis, trong chúng phụ thuộc vào nguồn gốc hay những thế giới mà chúng đã hủy diệt và tiêu thụ trước đó. Một điểm nữa tách biệt hoàn toàn loài Tyrannis với các chủng loài khác là sự vô tri vô thức của chúng. Ngay cả loài Orcs với những thiên lãnh chúa Warlord đói khát chiến tranh nhất vũ trụ thì ở mặt nào đó chúng vẫn có tư duy và lý lẽ riêng, có lúc đồng ý liên minh với những lãnh chúa Orc khác, thậm chí là cả nhân loại và người Elder trong tình huống mà bản thân chúng cho rằng có lợi cho mình. Còn đối với loài Tyrannis thì không có bất kỳ lý lẽ hay nguyên do nào cho sự đói khát vô tận của chúng cả. Trong những cặp mắt của chúng chỉ có sự hư vô, trống rỗng mọi cung bậc cảm xúc. Chúng hoàn toàn không có khả năng tự nhận thức và bị chỉ đạo và kiểm soát suốt toàn bộ sự tồn tại của chúng bởi những thực thể cấp cao hơn. Đặc điểm nguy hiểm nhất của loài Tyrannis là khả năng tiến hóa và thích nghi không có giới hạn của chúng. Sau khi hủy diệt và tiêu thụ cả một thế giới, bao gồm mọi vật chất bên trong lòng hành tinh như than đá hay sắt thép và mọi dạng sống đến từng tận tế bào và vi khuẩn, kể cả bầu khí quyển, chúng sẽ lấy về những nguồn lực sinh học và cả những khoáng chất vô cơ để tái thiết quân số và vũ trang cho chúng, kèm theo đó là những mẫu gen và DNA mới để tiếp tục tiến hóa giống loài. Trong nhiều trường hợp, khi chiến thắng trước những thực thể hay dạng sống có những mẫu gen hoặc DNA giá trị cao, chẳng hạn như người Elder, Orc và cả những chiến binh Space Marine mạnh mẽ của đế chế với những mã gen cực kỳ độc đáo cùng kinh nghiệm chiến tranh học tập được, chúng có thể nghiên cứu và chế tạo ra những chủng loài Tyrannis mới cực kỳ dị hợm nhưng không kém phần mạnh mẽ và đáng sợ. Một số loài nổi bật đã được phân loại. Thứ nhất là loài Exocrine, với vai trò như phá binh hỗ trợ những viên đạn pháo bọc axit có thể ăn mòn xuyên qua cả những bức tường thành kim loại tinh khiết nhất. Loài Zoanthrope với năng lực tâm linh rất ưu việt và năng lực chiến đấu đầy kỳ bí mà có thể là nhờ hệ gen của người Elder. Hay Tyrant God với sức chống chịu cùng với lớp giáp cực kỳ kiên cố như một cỗ xe tăng sống được tạo nên nhờ gen của những chiến binh Space Marine bỏ mạng trong cơn đói khát của chúng. Và còn rất nhiều chủng loài khác cực kỳ đa dạng từ những hai Fleet khác mà giải thiên hà này chưa được bắt gặp và chắc chắn sẽ không bao giờ muốn bắt gặp. Trong bất kỳ trận chiến nào, bầy đàn Tyrannis đều có thể khai phá những thông tin về hệ thống phòng thủ của một hành tinh một cách nhanh chóng và lập tức thích nghi với thế trận như những chiến thuật gia lão luyện. Tất cả là nhờ sự tồn tại đầy khiếp hãi của thực thể Hive Mind lãnh đạo chúng, mà chúng ta sẽ nói đến sau. Tuy nhiên, bằng chiến thuật lấy thịt đè người và nhiều quân số lên tới hàng tỷ tỷ con được giải phóng đàn áp dã man không nhân nhượng và nương tay thì ít khi thực thể đó phải ra tay xử lý vấn đề. Tyrannis đôi lúc không xâm lược một hành tinh chỉ trong nháy mắt và nó có một thời gian khá dài để chuẩn bị. Một trong số những công cuộc để cuộc tiến công của chúng thành công là do thám vào đầu độc thế giới, mục tiêu từ trước đó nhờ một chủng loài đặc biệt được gọi là Lictor. Chúng là những thực thể được phân loại là những Vanguard có tính độc lập rất cao trong bộ máy Tyrannis, được gửi đi xâm nhập vào những thế giới mục tiêu nhằm thu thập những thông tin nghiên cứu về những giá trị của hệ thống sinh học cùng việc đánh giá sức kháng cự của thế giới. Chúng khả năng đặc biệt tốt trong việc che giấu bản thân nên việc phát hiện chúng đôi khi là quá muộn cho số phận của thế giới đó. Một chủng loài khác cũng có chuyên môn tương tự chính là Gene Stealers, nhưng nó có một chức năng khác nữa làm suy yếu hành tinh thông qua mọi biện pháp có thể giảm áp lực cho bầy Tyrannis đến sau đó, thậm chí là ám sát những mục tiêu có ý nghĩa lớn hơn xét theo logic của chúng. Một số phương pháp rất nổi tiếng của sự hình thành của những Gene Stealer Code là giáo phái Gene Stealers. Bằng việc đầu độc hệ thống sinh học của hành tinh cũng như nguồn nước và đất đai để làm đồi bại hóa thế giới, nó có thể khiến cho một lượng lớn dân số bị biến đổi và đầu độc tâm linh những người dân xấu số đó hoàn toàn mà không một chút dấu vết nào nhận ra, để rồi bị ràng buộc với Hive Fleet và gây dựng lên một thứ tôn giáo tôn thờ thứ Hive Mind đó. Quá trình này có thể mất đến vài năm, nhưng khi thời điểm chín muồi đến, những tín đồ của giáo phái sẽ nổi dậy, gây nhiễu loạn khả năng kháng cự của hành tinh nhằm đón chờ bầy Tyrannis sắp đến, dẫu cho họ hoàn toàn không có bất kỳ hiểu biết về chức vị hay vai vế của mình trong xã hội Tyrannis. Những cá thể Gene Stealer và Lictor khi đến thời điểm nhất định đó sẽ chuyển mục tiêu từ che giấu ẩn nấp sang trạng thái săn mồi, tấn công đột kích các vị trí mà chúng cho rằng quan trọng với sự đổ bộ của Hive Fleet. Đồng thời, chúng sẽ kích hoạt những đường dây cột, đường ống sinh học khổng lồ mọc trồi lên từ lòng đất là thành quả của quá trình đầu độc hành tinh, được gọi là những tòa tháp capillary. Chúng có thể phát triển cao ngút qua cả tầng khí quyển, giống như ống truyền dẫn đợi chờ bước đi tiếp theo của bầy Hive Fleet.
Sâu bên trong lòng đất, dưới những đường ống đó là cơ thể thật của chúng, những nhà máy đặc biệt được xây dựng bởi chính những tên Gene Stealer, với chức năng là hút cạn sạch mọi thứ bên trong lòng đất, từ những sinh vật nhỏ bé nhất như sâu bọ run rế cho đến cả những khoáng chất tận đáy hành tinh đều sẽ bị hút cạn để rồi làm nung chảy trong những bể chứa dịch dung hòa cực kỳ độc hại và nguy hiểm, có khả năng hòa tan chảy cả những vật chất kết cấu bền vững nhất. Hoảng loạn sẽ bắt đầu lan rộng trong xã hội khi chứng kiến những cây cột như những xúc tu khổng lồ bất chợt nổi lên. Lực lượng phòng thủ của thế giới không chỉ phải đối chọi với những tên dị giáo nổi loạn mà còn phải hứng chịu những cuộc đột kích ám sát liên tục của giống loài Xenos kỳ lạ này. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu của lũ Tyrannis trước khi cơn ác mộng của chúng thực sự đến. Dấu hiệu tiếp theo cho cuộc xâm lăng của Tyrannis là việc mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài và không thể sử dụng những cánh cổng hư không do năng lực của chúng gây ra, được gọi là Shadow in the Wolf mà chúng ta sẽ nói đến sau. Khi một thế giới lâm vào tình huống này, mọi hy vọng sống sót của nó đã hoàn toàn tan biến bởi sự hiện diện của bầy Tyrannis trong những chiến hạm High Fleet đã là ở rất gần thế giới đó rồi. Ngay cả khi đã biết sự hiện diện của chúng dù ở những giây phút gần kề cuối cùng, nhưng sức mạnh tâm linh của chúng là quá lớn đến mức phi thuyền trong vùng không gian hư không lúc này không thể nào mở ra cánh cổng thoát ra ngoài để cứu viện được, mà đành lòng bất lực mắc kẹt trong vô vọng. Quá trình xâm lược hành tinh bắt đầu bằng việc các chiến hạm High Fleet giải phóng xuống hành tinh những cá thể con trong lòng chúng để tiêu diệt và đàn áp mọi sự kháng cự của thế giới mục tiêu. Với quân số có thể lên tới hàng trăm tỷ con, thế giới lẻ loi đơn độc không có bất kỳ một chút cơ hội nào đáp trả trước sự áp đảo kinh hồn đó. Nếu đến hệ thống phòng thủ vẫn còn đứng vững, chúng sẽ đưa vào những cỗ máy chiến tranh khủng khiếp nhất để dập tan mọi sự kháng cự. Chẳng hạn như loài Swarmlord tàn bạo, không có lời lẽ nào có thể mô tả lại chúng. Có thể xóa sổ cả một binh đoàn chỉ trong nháy mắt, hay loài Toxicrine vô cùng nguy hiểm với khả năng phun ra những làn khói xương sinh học độc hại, chết người với hàng tỷ những sinh vật nhỏ bé có thể hủy diệt đến từng tế bào sống của nạn nhân. Và luồn lách qua cả những bộ giáp tưởng chừng như kín mít nhất như những bộ giáp Terminator hay xe tăng thiết giáp. Không còn chuyện tiếp theo hay giả định nào nữa, đây là dấu chấm hết cho hành tinh này. Một khi hệ thống phòng thủ hành tinh đã hoàn toàn tan vỡ và sụp đổ, bước tiếp theo có thể làm là hãi hùng ngay cả những khiết phán quan gan dạ nhất. Những cột xúc tu sinh học tiếp tục nở rộ lên và để lộ ra phần cơ thể thật của chúng như một nhà máy khổng lồ, gắp và hút lấy toàn bộ mọi thứ vào bên trong cơ thể chúng. Bên cạnh đó là những hồ chứa dung dịch hòa tan kia bắt đầu xuất hiện khắp bề mặt hành tinh. Lũ Tyrannis bắt đầu đánh chén toàn bộ mọi thứ mà chúng thấy đến mức tối đa, để rồi toàn bộ những cá thể khổng lồ nhất cho đến những tên nhỏ con nhất tự động nhảy vào những hồ chứa đó để làm tan chảy bản thân. Những chiến hạm High Fleet trên không gian sau đó mới đáp xuống để kết nối với những đường ống sinh học kia, hút sạch những dung dịch đã dung hòa vật chất trong hành tinh đó, và khi đã vắt kiệt đến toàn bộ mọi thứ trên hành tinh để biến chúng thành một hòn đá vô hồn, những đường ống kia cũng sẽ bị chúng hấp thu ngược trở lại, chính thức hoàn thành một chu kỳ xâm lược, hủy diệt và tiêu thụ của chúng. Điều này sẽ biến cuộc chiến tranh với loài Tyrannis trở thành một cuộc chiến tài nguyên cực kỳ tốn kém đối với cả loài Orc và đế chế của nhân loại. Mất mát là điều cuối cùng chúng ta phải lo lắng, và cái chết cực kỳ vô ý nghĩa bởi khả năng hấp thụ gần như hoàn toàn mọi thứ của chúng luôn luôn có lời lãi sau mọi trận chiến. Ngay cả khi thất bại, chúng có thể nhanh chóng tái thiết và gây dựng lại quân số, miễn là chúng thu thập lại được toàn bộ vốn lũy đã tung vào trận chiến. Ngay cả những hạm đội High Fleet dù đã bị đánh bại, nhưng những cá thể chiến hạm Tyrannis sống sót tách lẻ thành những hạm đội nhỏ hơn vẫn có thể trở thành một mối đe dọa lớn nhờ việc tấn công và tiêu thụ những thế giới yếu kém để rồi gây dựng lực lượng trở lại. Trong một số trường hợp, đã có lúc một số hạm đội High Fleet chủ động tấn công lẫn nhau giống như trong học thuyết tiến hóa của Darwin, với hạm đội cuối cùng sống sót sẽ hấp thu toàn bộ mọi nguồn dưỡng chất sinh học và cả mẫu mã gen các hạm đội kia sở hữu để tiếp tục tiến hóa hơn nữa. Cuối cùng, chúng ta có lẽ đến phần mà các bạn để ý nhất, đó chính là phần năng lực của Tyrannis. Tyrannis không tồn tại những bầy đàn riêng lẻ mà đế chế lầm tưởng. Tất cả High Fleet và những cá thể con trong chúng đều chịu sự điều khiển và kiểm soát bởi thực thể mà sức mạnh tâm linh cực kỳ mạnh mẽ, tới mức chúng đã được xác thực thành một dạng chúa tể Chaos mới, Hive Mind. Thực thể này có nhiệm vụ chính là dẫn dắt các bầy Tyrannis hoạt động và hành quân như một thực thể duy nhất, cực kỳ kỷ cương với mục đích rõ ràng là hủy diệt mọi sự sống. Nó là sự tụ hợp của hàng tỷ 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 ý thức hệ của toàn bộ loài Tyrannis, từ những con sâu bọ nhỏ bé nhất cho tới cả những chiến hạm khổng lồ. Là hiện thân tâm linh của mọi bản năng và khát khao của chúng, mà ở đây là tiến hóa và đói khát, hủy diệt và hấp thụ. Một năng lực đặc biệt nguy hiểm của chúng được gọi là Shadow in the Wolf. Không rõ đây là sản phẩm trực tiếp của Hive Mind gây ra hay chỉ là hậu quả trong cuộc hành quân chết chóc của những bầy đàn Hive Fleet, nhưng chúng mạnh tới mức chỉ sự hiện diện trong vùng không gian hư không cũng đủ để khiến những vị chúa hỗn mang Chaos hoàn toàn bất lực trước chúng, do năng lực của họ không thể đổi bại chúng, và nó còn giết chết ngay lập tức bất kỳ linh hồn của ai đen đủi bị chúng bắt gặp, hoặc làm họ hóa điên tới mức tự kết liễu bản thân. Nó còn có thể cắt đứt mọi liên kết tâm linh và chặn đứng hoàn toàn bất kỳ nỗ lực di chuyển nào trong vùng không gian này, khiến cho những con mồi của chúng hoàn toàn bất lực trong vô vọng khi có án liên lạc, cầu cứu viện binh hay di tản thoát thân.
ngay cả với sức mạnh tâm linh không thể chối cãi của hoàng đế nhân loại cũng không có tư cách để chống lại chúng. Để hình dung năng lực của chúng mạnh đến mức nào, nếu có một ngày nào đó mà bầy Tyrannis tìm được đường tới trái đất là Terror, lập tức tất cả mọi người mang năng lực tâm linh và rất có thể bao gồm cả hoàng đế của nhân loại sẽ lập tức lăn ra chết khi Hive Mind sẽ ăn thịt mọi linh hồn của những Psyker bị mắc kẹt trong thế giới hư không do chúng chặn lối ra. Mọi thực thể Tyrannis đều không có ý thức riêng, mà chúng bị kiểm soát bởi những cá thể cấp cao sở hữu sức mạnh tâm linh vô cùng lớn và có liên kết trực tiếp với Hive Mind. Bên trong mỗi một chiếc thuyền Hive Fleet tồn tại lúc nhúc hàng tỷ cá thể cùng những nhà máy sinh học khổng lồ được điều khiển và cai trị trực tiếp bởi những thực thể tối cao do Hive Mind kiểm soát. Chúng hoạt động không ngừng nghỉ và không mệt mỏi để đáp ứng và thích nghi với mọi trường hợp mà bầy Hive Fleet đang theo đuổi hoặc do Hive Mind đề ra. Giữa những thực thể Tyrannis còn có một liên kết nữa được gọi là Synapse. Khi những liên kết giữa Hive Mind và những cá thể khác là quá xa để có thể trực tiếp điều khiển hay ra lệnh, đây là một dạng liên kết được chia sẻ những cá thể Tyrannis với nhau để duy trì sự thống nhất trong chúng. Nếu mất đi sự liên kết này và ở quá xa tầm ảnh hưởng của Hive Mind thì chúng chỉ còn là những sinh vật vô hồn với duy nhất một bản năng là sinh tồn, lập tức tấn công mọi thứ trong tầm mắt, ngay cả chính đồng loại. Và để khắc phục điều này thì Tyrannis đã tạo ra những loài có sức mạnh tâm linh đặc biệt với chức năng mà ta có thể nói vui là những ổ Wi-Fi di động phát sóng trực tiếp truyền lệnh của Hive Mind hoặc tự điều khiển những cá thể khác. Một trong những loài đó có thể kể ra là loài Swarm Lord nổi tiếng đã không ít lần chạm trán đầy cam go với cả những binh đoàn Space Marine thiện chiến nhất như là Black Raven. Tyrannis còn có một đặc điểm nữa là chúng gần như miễn nhiễm sự tác động của vùng không gian hư không. Khi bầy Hive Fleet xâm lược thế giới Bale bị hút vào trong vùng không gian hư không do cánh cổng của Carbander mở ra, mặc cho chúng đã chu du đến hàng thế kỷ trong vùng không gian, chịu sự kiểm soát của những vị chúa hỗn mang có thể làm phát điên cả những chiến binh trung thành nhất với đế chế. Nhưng khi thoát ra và có thể làm đồi bại hóa mọi dạng sống từ thực vật cho đến động vật và cả máy móc, chúng gần như không chịu bất kỳ sự biến đổi hay đột biến với hoàn toàn không chút dấu vết của bất kỳ sự đồi bại hóa nào. Ngay cả những loài như Gene Stealer với bản tính rất độc lập của chúng từ Hive Mind cũng không hề chịu chút tác động gì từ vùng không gian này cả. Khi giao tranh với lũ quỷ trong không gian hư không được gọi là Demons, bầy Tyrannis tỏ thế thượng phong hoàn toàn nhờ năng lực tâm linh của chúng khiến lũ Demons không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của chúng. Ngay cả việc tiêu thụ ăn thịt lũ Demons này cũng không có chút ảnh hưởng gì đến bầy Tyrannis. Tuy nhiên, cả hai bên cố gắng không giao chiến với nhau trừ khi tình thế là bắt buộc. Một mặt với bầy Tyrannis thì việc hấp thụ Demons hoàn toàn không có bất kỳ giá trị sinh học nào cho chúng vì Demons là hiện thân của năng lực tâm linh. Mặt khác thì với lũ quỷ trong vùng hư không thì tinh thần của bầy Tyrannis không có cảm xúc nên chúng không thể bị đổi bại. Chính vì vậy thì Demons không thể khai thác sức mạnh tâm linh từ chúng được, dẫn đến việc chiến tranh giữa hai loài này gần như là vô nghĩa và phản khoa học vì cả hai chẳng có lợi ích gì khi đánh nhau cả. Và phần cuối cùng vui vẻ một chút ở trong video này đó là: có bao giờ các bạn tự đặt một câu hỏi là khi loài Tyrannis chiến tranh với loài Zerg thì sẽ như thế nào? Đây là một giả định thú vị mà nhiều người đặt ra. Sau đây thì mình xin trích lời hoàn toàn của Blackwood trả lời cho câu hỏi này. Mình xin trả lời khẳng định thẳng luôn là loài Zerg hoàn toàn không đủ tuổi để so sánh với Tyrannis, chứ chưa nói đến việc gây chiến với nhau. Có 3 điểm chính sẽ khiến cho Zerg lập tức thua trận và có thể bị tuyệt chủng ngay khi đối đầu với Tyrannis. Thứ nhất, năng lực Shadow in the Warp do Hive Mind gây ra sẽ lập tức cắt đứt mọi mối liên kết giữa bầy Zerg với nhau và cả với lãnh đạo của chúng, cho dù có là Queen of Blaze hay Overmind đi chăng nữa, biến lũ Zerg trở thành những con mồi ngon, bất lực trực chờ bầy Tyrannis thời tái. Thứ hai, quân đoàn của Tyrannis có số lượng lên đến không thể ước lượng được bao nhiêu triệu tỷ tỷ con và đã hủy diệt hàng ngàn ngân hà trong cơn đói không thể thỏa mãn của chúng. Còn loài Zerg chỉ với vỏn vẹn 4 hành tinh quê nhà trong nguyên giải ngân hà Milky Way, đã thế còn phải lên bờ xuống ruộng với người Terrans và Protoss, cho thấy uy lực của bầy Tyrannis đã quá áp đảo và bất công cho loài Zerg. Thứ ba, nếu giả định năng lực Shadow in the Warp của Hive Mind không tác động đến chúng và cho cả hai bên quân số tương đương nhau thì bầy Tyrannis vẫn nắm chắc cơ trên nhờ khả năng tái tạo quân số cực kỳ vượt trội. Mỗi một con Tyrannis hay một con Zerg chết đi, chúng sẽ lập tức hấp thụ ngược trở về để tái tạo nên con hai Tyrannis mới ngay trong trận chiến, trong khi loài Zerg chỉ có thể tái triển khai nhờ những nhà máy sinh đẻ rất mất thời gian nếu so với Tyrannis và khó có thể đảm bảo được quân số nếu như thiếu tài nguyên. Và vừa rồi thì mình và Blackwood đã mang đến cho các bạn những thông tin chi tiết và thông tin các bạn cần biết về chủng loài Tyrannis. Vậy thì nếu như các bạn cảm thấy video này hay, hấp dẫn, hữu ích thì đừng quên bấm like cũng như share nó và đăng ký kênh DMEO để cùng xem game và chơi phim bọn mình. Còn nếu như các bạn cảm thấy nó dở và chưa hay cho lắm thì hãy bấm nút dislike để bọn mình có thể cải thiện ở trong video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.